Audio Jungle. Xin chào con, thì clip này á mình quay cho con xem về thứ nhất là cái giai đoạn bơ cho đang chuẩn bị phát đọc non. Gần đây thì vào những ngày gần đây á thì từ mùng 10 đến ngày 19 tháng 5 2018 dương lịch á thì mưa xuất hiện rất là nhiều ở khu vực Tây Nguyên chúng ta, cụ thể như ở là Buôn Hồ rồi Cà Rông Anna rồi Cà Rông Bách rồi Cà Rông Năng và một số huyện khác. Thì clip này á mình quay mình đi thăm vườn của anh Giao và chị Mãn ở chợ Quỳnh Ngọc, huyện Cà Rông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Như trên clip mình quay con xem á thì cái vườn của anh Mãn và chị anh Giao và chị Mãn này á thì đã hướng theo làm theo quy trình mình, thì cách đây clip khoảng có 4 đến 5 tháng mà con lục lại thì mình có quay hướng dẫn làm cành của vườn của anh và cái giai đoạn xả nhị xong á mình cũng quay cho bà con xem, và tới hôm nay là giai đoạn hình thành trái, mình cũng quay con xem về công tác thăm vườn này. Thì toàn bộ cái vườn bút của anh á thì có 150 cây á, hầu như đạt tỷ lệ đậu trái là 80% hết, nhưng mình quay toàn bộ vườn cho bà con xem á chắc rất là sai. Những cái hiện trạng mình đến thăm vườn cho anh và khắc phục cho anh á, đó chợ anh á, thứ nhất á là cái nấm cuốn nè, cái thứ hai nữa là cái đọt non phát. Thì cái giai đoạn này giai đoạn rất là quan trọng, hầu như bà con chúng ta rụng giai đoạn này rất là nhiều mà năm nào cũng vậy, bà con chưa có một cái phương án nào mà để khắc phục hết. Cái đó là mình chia sẻ quan điểm cá nhân của mình. Thì ở giai đoạn này á nó rụng, thứ nhất nguyên nhân là phát đọt sẽ bị cạnh tranh dinh dưỡng giữa trái và đọt, dẫn đến tình trạng là trái nó không đủ dinh dưỡng thì sẽ rụng, sinh lý giai đoạn rất là nhiều. Cái thứ hai là bị nấm cuốn, giai đoạn này mưa nhiều, độ ẩm nó tăng cao khiến cho một số loại nấm khuẩn nó gây hại rất là nhanh, nó xâm nhập vào trái chúng ta, nó rụng rất là nhanh. Nếu như mà rụng sinh lý á, thì bà con để ý cho mình, nó sẽ rụng ngay chỗ trên cái cuốn trái tầm 5 đến 10 mm. Còn nếu như mà rụng do nấm cuốn á thì nó sẽ rụng dưới cái trái, có bị đen teo cái trái, nó teo trên cây nó cũng rụng. Thì cái việc mà rụng như thế mình cũng giải thích rất là nhiều clip rồi. Thì tới giai đoạn nào mình chia sẻ giai đoạn đó, thì giai đoạn hôm nay là giai đoạn rất là quan trọng nên mình mới quay vào con xem ở cái vườn này. Thì thời tiết cũng mới mưa xong, đất rất là ẩm nè, mình quay từng cây vào con xem á. Thì mỗi bà con nông dân chúng ta đều thắc mắc giai đoạn này, cứ trái cỡ này bắt đầu rụng nhưng không biết phương án nào mình để khắc phục. Thì ở giai đoạn này mình cũng khuyên bà con á, không nên bón NPK giai đoạn này, đó là không nên, mình khuyên là không nên đối với những cây chúng ta sung quá. Thì nếu con bón giai đoạn này thì đạn nó cao quá thì dẫn đến cái tình trạng búng đọt nhanh. Búng đọt nhanh thì bà con chặn đọt không kịp á thì rụng sinh lý rất là nhanh. Còn nếu bà con bón tỷ lệ mà phân đơn nó nhiều hơn á, ví dụ đạm lăng kali bà con chia ra tỷ lệ đơn nó nhiều hơn á thì nó dễ canh, giúp bà con dễ can thiệp hơn chế độ sinh lý. Cái thứ hai bà con bón cho mình là cái chung vi lượng. Mình cũng hay nhắc bà con là sắt kẽm azo bo canxi á là chung vi lượng bón dưới gốc cho mình. Mà mình vẫn khuyên bà con nên ưu tiên đó là vi sinh và phân chuồng, hạn chế hóa học, đó là cơ chế mình cá nhân của mình thôi. Còn vẫn phải yêu cầu bà con vẫn có hóa học để can thiệp vào cây bơ của chúng ta. Nếu không có hóa học thì cây chúng ta sẽ thiếu dinh dưỡng rất là nhanh, trong giai đoạn lúc chúng ta bù dinh dưỡng sẽ không kịp cho bà con, cho cây bơ chúng ta thì chúng ta phải can thiệp hóa học. Cái đó là những cái quan điểm mình chia sẻ sơ cho bà con á. Còn cái phần clip chính vẫn là công tác thăm vườn, cái clip này vẫn là chặn đọt và nấm cuốn và hướng dẫn phun dưỡng trái đậu trái và côn trùng kết thúc của gia đình của chị Mãn và anh Giao. Đó thì mình quay toàn vườn và con xem á, quay rất là chi tiết và con cây nào đậu rất là sai, tỷ lệ một cây từ dao động từ 50 đến 1,5 tạ trên một cây đó. Thì những cây này rất là sai và cây rất xâm xê và thưa, và con để ý nha, những cây này đậu trái rất là cao là do cái tỷ lệ làm cành rất là thông thoáng. Thì qua đây á, mình cũng có thăm một số vườn của bà con nông dân ở trên chợ Bình Ngọc này để hướng dẫn cho bà con về công tác mà làm cành để cho vụ đông xuân 2019. Thì qua đó như mình cũng hứa với bà con mình sẽ ra những clip liên tục theo tuần, còn nếu khi nào có thể là mình bận công việc quá thì mình sẽ làm một tháng có thể 1 đến 2 clip cho bà con xem và cây bơ và một số cái trồng khác. Vì dạo này là vào mùa mưa rồi nên mình cũng nhắc lại bà con là nên phòng cho mình một số loại nấm và khuẩn ở trên cây bơ bút và côn trùng kết thúc. Đó là những điều quan trọng nhất đối với cây bơ bút giai đoạn này. Khi mà cây bơ bút chúng ta nó vượt qua cái giai đoạn này á thì hầu như tỷ lệ bà con đậu trái chiếm được 80% rồi, chúng ta tỷ lệ rụng trái rất là ít. Nhưng mà qua khi mà trái lớn trứng gà thì mình sẽ hướng dẫn tiếp vào giai đoạn mà khi trái già tự nhiên nứt trên cây luôn, thì lúc đó mình sẽ hướng dẫn tiếp cho bà con.
thì clip này á, một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, sẽ tạo cho mình cái động lực mình quay tiếp những cái video tiếp theo cho con xem ạ. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.